Chào các bác nhá. Hân hạnh chào đón các bác đã quay lại với shop Tân Ánh Bắc Giang các bác nhá. Hôm nay là bên em về một cái lô hàng rất là nhiều. Số lượng đó là cái quạt là mát, quạt điều hòa cho quần áo bắt ong nhá. Đấy, số lượng rất là nhiều. Thì em xin giới thiệu chi tiết cụ thể với các bác. Cái quạt này sẽ độ cho tất cả các loại quần áo ong nhá. Bộ nào cũng thể độ được, rất là mát đấy. Mời các bác theo dõi nhá. Đây là cái bộ quạt là mát, quạt điều hòa. Loại này là chạy bằng điện DC 5V các bác nhé, đây này. Đấy. DC 5V có nghĩa là chung với lại điện sạc của điện thoại đấy. Đấy, em đang cắm vào cục sạc điện thoại. Còn khi cái bộ này mà cái quạt này ấy, mà mình gắn vào quần áo bắt ong thì mình sẽ dùng cái pin sạc dự phòng của điện thoại. Nó rất là cơ động, nhỏ gọn và tiện lợi mà hầu như là anh em nào cũng có nhá. Anh em nào cũng có. Thì đây này. Để hình nó là cái quả pin sạc dự phòng như thế này. Cái này đang hết pin em đang nạp này. Thì khi các bác dùng các bác sẽ cắm nó vào đây. Đấy, cắm vào đây. Thì nó sẽ nhận được điện là các bác có cái nút công tắc này, các bác bật để các bác điều chỉnh nó nhé. Đấy, bật để điều chỉnh nó. Thì đối với cái quạt này, một bộ bao gồm một đôi các bác nhé, bao gồm một đôi này. Đấy, và một dây cáp. Dây cáp này có cục điều chỉnh để cho các bác bật tắt và chế độ chạy, ví dụ như là màu đỏ là chế độ chạy mạnh nhất đấy, xong đến màu xanh biển này là chế độ chạy yếu hơn một chút, xong đến xanh lá là chế độ chạy thấp nhất. Đấy, tùy các bác chọn, thường thường là các bác cứ chọn gọi là maximum cho nó luôn, là ở chế độ đỏ này thì sẽ là mát nhất. Và đây là nó sẽ thổi hơi từ ngoài này vào. Đấy, cái đường thẳng này là đường lấy hơi vào và đường lõm này đường thở hơi ra. Thì tùy các bác nắp vào bộ quần áo bắt ong, các bác có thể nắp theo chiều hai cái đều thổi hơi vào hoặc một cái thổi hơi vào một cái hút hơi ra, là tùy các bác điều chỉnh. Thì đây này, em giới thiệu chi tiết cho các bác. Một bộ quạt này thì bao gồm có hai cái nhé, bao gồm có hai cái như này và một bộ dây cáp. Đấy, một bộ dây cáp như này nhé, một dây cáp. Thì thường thường ấy là một bộ là gồm một đôi và một dây cáp. Thế còn trong quá trình sử dụng mà các bác nào mà làm mất dây hay làm hư hỏng cái dây này thì các bác có thể mua thêm cái dây này, thì bên em có bán lẻ cái dây này nhé các bác nhé. Đấy, một bộ là một đôi như này. Đấy, một đôi như vậy, các bác có theo dõi kỹ giúp em nhé. Dòng quạt này là dùng điện 5V các bác nhé, dùng điện 5V. Đây này, chi tiết của nó đây này. Cái dây cáp như này nha các bác nhé. Đây, em bỏ lên, em giới thiệu chính một bộ như này. Dây cáp của nó là một cái chân bẹt để các bác cắm vào pin dự phòng này, một cục điều khiển này, công tắc này, và một cái ngã ba chia. Ngã ba chia nó sẽ chia ra hai dây, một dây ngắn một dây dài. Đấy, một dây ngắn một dây dài. Thì cái này là thiết kế của nhà sản xuất là như vậy nha các bác nhé. Thế khi các bác dùng thì các bác cắm cái rác này. Cái rác này sẽ được rời, khi nào dùng thì các bác cắm vào nó rất là tiện lợi. Và cái cơ cấu cái quạt này để độ được ấy, thì đây, nó có cái bảo vệ ren ở phía ngoài này. Đấy, cái vành ren ở phía ngoài này. Thì các bác ưng vị trí nào trên quần áo các bác khoét lên một lỗ. Em ví dụ như này. Đây, em cắt một lỗ như này nhá. Thì các bác để thổi hơi từ ngoài vào thì các bác sẽ nắp cái mặt thẳng ra phía ngoài. Nó mặt thẳng ra phía ngoài. Em nắp lên trên chỗ này cho các bác dễ nhìn này. Đấy, nắp mặt thẳng ra phía ngoài nhá. Sau đó các bác đưa cái vành này vào, các bác xoáy vào là xong. Đấy, đưa vào người xoáy vào là sẽ kẹp lại là được, là hoàn thành nhé. Thì khi các bác dùng thì các bác sẽ bắt đầu xoay cái vị trí chân cắm này sang cái vị trí hợp lý, sau đó các bác khóa lại. Thì khi dùng thì mình sẽ cắm dây vào đây. Đấy, lúc nào dùng mình sẽ cắm vào dây đây. Khi còn tháo ra thì mình sẽ tháo cái rác này ra. Cái rác cắm này này, năm nay là thiết kế ra cả một cái gờ này, là cái chống chống trôi các bác nhé. Đấy, cái chống trôi này thì đây, nhiều ngoài này các bác dễ nhìn này. Đấy, cái gờ này là gờ chống trôi này, các bác cắm vào đây này. Đấy, các bác cắm vào đây, sau đó các bác quay nó xuống, quay cái gờ này xuống để vào đúng cái khe dưới này. Đấy, thì cái gờ này sẽ cài vào cái nhựa này để chống trôi cái rác này ra nhé, chống trôi rác, chống tuột rác. Và phần còn lại thì các bác sẽ vắt vào đây này. Đấy, vắt vào đây này, các bác khe gài này. Đấy, là cực kỳ chắc chắn, không bao giờ trong quá trình các bác làm các bác thao tác nó tuột được cái rác này nhé. Đấy, cái rác này được giữ rất là chặt, không bị tuột nữa. Tương tự như vậy chiếc bên này cũng thế đó. Thế còn về độ thì nó là dễ rồi, các bác khoét một lỗ, các bác khoét một lỗ nhé. Đây, sập cái này xuống dưới này rồi nó chống trôi, các bác cài vào đây. Thế còn về độ này thì các bác tháo nó ra này. Đấy, tháo ra như này, còn các bác lấy cái vành này này, các bác úp lên cái bộ quần áo của mình, úp lên vị trí nào các bác ưng ý nhá. Xong rồi các bác khoét vào lỗ, xong đó các bác đưa cái này vào,
Rồi các bác xoáy lại là sẽ ép được một quần áo này. Thế còn đối với quạt này thì anh em độ lên tất cả các loại quần áo luôn, quần áo nào cũng có thể độ được, từ vải bò này cho tới vạt ô tô này, cho tới cái loại vải da hai lớp này, bộ nào cũng độ được. Thế còn cái vị trí độ thì em tư vấn cho các bác là các bác nên độ một là bác độ ở phía bên gần mang tai này, thế sẽ thổi vào cổ. Hai là ở phía sau gáy, phía sau gáy. Thế còn các bác có thể độ trên đỉnh đầu, độ đỉnh đầu thì nhiều khi nó sẽ hơi vướng và khi cánh quạt nó quay nó sẽ chém vào tóc mình, thì các bác phải chấp nhận hơi vướng một chút. Thế nhưng như theo em thì độ ở bên phía dưới mang tai này, khi mình mặc vào nó sẽ nằm ở phần cổ ấy, đấy là thổi vào cổ này là mát, và phía sau gáy. Đối với bộ vải bò thì là độ hai bên mang tai luôn, còn bộ vải da hai lớp thì độ một cái ở sau gáy này và một cái ở mang tai. Thế còn bộ bạn ô tô thì cũng vậy, độ một cái ở mang tai, một cái ở sau gáy. Thế còn em cũng ít khi em khoét trên đỉnh, các bác nào thích khoét thì sẽ khoét trên đỉnh luôn. Thì em cơ bản như vậy các bác đã nắm được rồi nhé. Chạy bằng điện DC 5V này, dùng được sạc dự phòng này. Em xin phép được báo giá cho cái đôi quạt này này. Đôi quạt này em đang bán một đôi lẻ như này, là một quạt và một giắc cắm như này thì là 420.000 các bác nhé. 420.000 là bao gồm cả tiền phí rồi đấy. Đấy, bao gồm cả tiền phí rồi. Thôi các bác có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại mà em đã ghi trên màn hình nhé. Hàng sẽ ship đi toàn quốc cho các bác. Thế còn khi các bác mà mua chung với này, một trong những bộ quần áo bao như này, thì các bác sẽ được tính cái giá thật là mềm luôn. Đấy, gần như là giá gốc luôn. Đó là 350.000. Đấy, 350.000 khi mà các bác mua chung với một trong những bộ quần áo này, vải bò, vải da hai lớp hay là vải vạn ô tô, thì các bác cứ tính bộ quần áo, sau đó các bác cộng thêm cái quạt này là chỉ tính cho các bác cái giá là 350 thôi các bác nhé. Đấy. Mọi nhu cầu các bác liên hệ trực tiếp với số điện thoại em ghi trên màn hình nhá. Rồi em xin cảm ơn. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video sau nhá. Các bác xem YouTube bên em thì vui lòng cho em xin một nút like, một nút đăng ký ủng hộ kênh em nhá. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác nhá.